Vào những ngày cuối năm 2022, người dân xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách, Hải Dương bàng hoàng trước một vụ án mạng ra tay sát hại người rồi phóng hỏa gây rúng động dư luận. Nạn nhân trong vụ án được xác định là ông Mạc Văn Đô, sinh năm 1974, ở thôn Cát Khê, xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách, Hải Dương. Nạn nhân Đô không chỉ được phát hiện chết tức tưởi ngay tại sân nhà, mà ngôi nhà của ông Đô cũng bị thiêu rụi hoàn toàn. Ngay lập tức, cơ quan công an đã nhanh chóng bắt tay vào điều tra vụ án mạng nghiêm trọng và xác định Trịnh Xuân Thành là kẻ thủ ác đã gây ra vụ án mạng rúng động vùng quê Yên Ả vào thời điểm trên. Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Phóng hỏa đốt nhà, sát hại nạn nhân vì mâu thuẫn nhỏ. Rạng sáng ngày 16 tháng 12 năm 2022, bóng tối chưa kịp tan, Trịnh Xuân Thành âm thầm rời khỏi ngôi nhà của mình với một can xăng và hung khí di chuyển về hướng ngôi nhà của Mạc Văn Đô. Một ngôi nhà mà mối thù đã nhen nhóm trong lòng hắn từ lâu. Sự căm phẫn từ những mâu thuẫn trước đó đã biến thành hành động tàn bạo khi Thành đến trước cửa nhà nạn nhân. Hắn đột ngột tấn công khiến nạn nhân Đô gục ngã với những vết thương chí mạng. Nhưng đó chưa phải là kết thúc của bi kịch. Trong cơn cuồng nộ, Thành không chỉ ra tay sát hại người nhà mà còn đổ xăng lên căn nhà, châm lửa thiêu rụi mọi chứng cứ. Ngọn lửa nhanh chóng nuốt chửng mọi thứ, biến ngôi nhà thành một đống tro tàn. Sau khi ra tay hành động tàn bạo, Thành biến mất vào màn đêm, để lại một hiện trường đẫm máu và lửa. Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, Trịnh Xuân Thành, một kẻ nghiện ma túy và không có công việc ổn định. Sau khi gây ra vụ án mạng, phóng hỏa nghiêm trọng, Thành đã ẩn náu trong khu vườn chuối rộng lớn thuộc thôn Kinh Dương, địa bàn mà cây cối rậm rạp, giúp y thoát khỏi sự phát hiện của lực lượng chức năng. Đến ngày 1 tháng 1 năm 2023, lực lượng công an huyện Nam Sách đã lần ra tung tích của Thành. Trong một cuộc vây bắt đầy căng thẳng, Thành chống trả quyết liệt. Khi bị dồn vào đường cùng, hắn nhảy xuống sông Kinh Thầy, cầm một chai thuốc sâu trong tay và đe dọa sẽ hành động dại dột nếu lực lượng công an tiếp tục truy đuổi. Cuộc truy lùng diễn ra trong hơn 1 giờ đồng hồ. Dưới sự chỉ huy tinh tường của các trinh sát, tổ vây bắt đã tiếp cận thành công, tước bỏ chai thuốc sâu từ tay của hắn và kéo hắn lên thuyền. Mặc dù trời lạnh giá và tình hình đầy căng thẳng, các trinh sát đã hoàn thành nhiệm vụ. Đưa Thành về cơ quan công an, hắn không còn cách nào khác ngoài việc khai nhận tội ác của mình, đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật. Ngay sau đó, tại cơ quan công an, lời khai của Thành cho biết do có mâu thuẫn với ông Mạc Văn Đô vì bị nạn nhân ra tay hành hung và cắn đứt một phần tai phải, đồng thời bị nạn nhân liên tục đe dọa, nên đối tượng Thành đã nảy sinh ý định ra tay sát hại nạn nhân. Hành trình 15 ngày đêm truy bắt đối tượng gây trọng án phóng hỏa đốt nhà. Sáng ngày 16 tháng 12 năm 2022, người dân xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương bàng hoàng phát hiện Mạc Văn Đô, sinh năm 1974, trú tại thôn Cát Khê, đối tượng nghiện ma túy, nằm trong diện quản lý của lực lượng công an, tử vong trước cửa nhà. Trên người có nhiều thương tích, trong đó có vết thương ở ngực trái, đồng thời nhà của nạn nhân cũng bị đốt cháy. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Nam Sách đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự nhanh chóng tiếp cận hiện trường,
xác minh ban đầu. Đồng thời, đơn vị đã báo cáo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng Kỹ thuật Hình sự tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra theo quy định. Căn cứ vào kết quả khám nghiệm ban đầu, cơ quan công an xác định nạn nhân Đô bị tử vong do nhiều vết thương ở trên người, bị vỡ sọ não. Trong đó, nguyên nhân dẫn đến tử vong là do bị đâm thấu tim. Cơ quan cảnh sát điều tra đồng thời xác định nạn nhân Đô có mâu thuẫn với đối tượng Trịnh Xuân Thành, sinh năm 1980, trú tại thôn Kinh Dương, huyện Hiệp Cát. Qua truy xuất hệ thống camera, các trinh sát phát hiện khoảng 1 giờ 45 phút ngày 16 tháng 12 năm 2022, Thành đi từ nhà mang theo dao nhọn một can nghi đựng xăng đi về hướng nhà Mạc Văn Đô. Từ những thông tin thu thập được, các trinh sát nhận định đối tượng gây án là Trịnh Xuân Thành. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, cùng với việc ra thông báo truy tìm đối tượng, đội Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm. Đối tượng Thành sau khi gây án đã dùng chiếc xe máy biển kiểm soát 34F70785 để chạy trốn. Thành là đối tượng nghiện ma túy, không có công ăn việc làm. Vì thế, trong quá trình chạy trốn, đối tượng không có tiền trong người nên không thể đi xa. Trung tá Bùi Duy Thiềm, đội trưởng đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Nam Sách cho biết. Khoảng cuối tháng 12 năm 2022, các trinh sát có thông tin đối tượng Thành xuất hiện tại khu vực xã Đồng Lạc, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Ngay sau khi có thông tin trên, lực lượng truy bắt có những ngày lên đến 60 chiến sĩ tiến hành truy lùng tại các khu vực rìa bờ sông hoặc dãy đồi núi mà theo các thông tin người dân cung cấp. Song Thành sinh sống bằng nghề sông nước nên rất tinh quái trong việc lẩn trốn. Đối tượng tận dụng rìa bờ đê của sông Kinh Thầy làm nơi ẩn nấp an toàn. Ở những khu vực này, người dân trồng bạt ngàn chuối. Ngoài ra, được trồng trọt các cây hoa màu như khoai, củ đỗ, quả chuối, cà rốt. Đây chính là nguồn lương thực nuôi sống đối tượng. Khi cần nước hoặc thuốc lá, xăng, Thành sẽ đi sang khu vực khác để ẩn nấp, đồng thời mua đồ tại vùng nông thôn có đồi núi liền rìa bờ sông khác. Do vậy, việc bắt giữ đối tượng đặc biệt khó khăn. Một thủ đoạn khác nữa là để trốn tránh sự phát hiện của công an, đối tượng cắt đứt liên lạc với những người xung quanh. Rạng sáng ngày 1 tháng 1, đội Cảnh sát Hình sự và Công an xã Hiệp Cát nhận thông tin của quần chúng, phát hiện một đối tượng khả nghi ẩn nấp tại khu bãi trồng chuối rộng vài nghìn mét vuông của người dân thôn Kinh Dương, xã Hiệp Cát. Ngay sau khi có thông tin, lãnh đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Nam Sách đã kịp thời chỉ đạo đội cảnh sát hình sự do Trung tá Bùi Duy Thiềm, đội trưởng chỉ đạo, khẩn trương tiến hành xác minh thông tin. Khi tiếp cận hiện trường, bằng kinh nghiệm nghề nghiệp, Trung tá Bùi Duy Thiềm có niềm tin đối tượng đang ẩn nấp trong khu trồng chuối là Trịnh Xuân Thành. Vì thế, Trung tá Bùi Duy Thiềm đã báo cáo lãnh đạo công an huyện Nam Sách, huy động ca trực gồm cán bộ các đội cảnh sát kinh tế ma túy, điều tra tổng hợp và 100% công an xã Hiệp Cát để tiến hành vây bắt. 25 cán bộ của công an huyện Nam Sách đã chia làm 3 tổ công tác, truy tìm theo 3 hướng trên mặt đất. Đúng như nhận định, khi phát hiện lực lượng vây bắt, Thành tháo chạy ra rìa bờ sông, rồi nhảy xuống sông với ý định bơi sang bờ bên kia thuộc huyện Lương Tài, Bắc Ninh. Ngay sau đó, Trung tá Bùi Duy Thiềm đã chỉ đạo trinh sát trưng dụng đỏ sắt bám đuổi đối tượng. Để đảm bảo an toàn cho đối tượng, Trung tá Bùi Duy Thiềm đã chỉ đạo vứt phao cứu sinh cho Thành.
khi đối tượng đang ở giữa dòng sông, lực lượng vây bắt chỉ đạo người lái đò tiếp cận gần hơn đối tượng Thành, đồng thời vận động thuyết phục Thành. Song lúc này, Thành trong tình trạng vô cùng kích động, một tay cầm một lọ thuốc, tay kia tiếp tục bơi, đe dọa sẽ uống thuốc sâu quyên sinh nếu lực lượng vây bắt tiếp cận. Trong tình huống đó, tổ công tác vây bắt trên một đò sắt đi vòng quanh vị trí Thành bơi, chuẩn bị phương án nhảy xuống sông bắt giữ. Đồng thời, Trung tá Bùi Duy Thiềm báo cáo lãnh đạo cấp trên huy động lực lượng cứu hộ cứu nạn và lực lượng y tế xuống hiện trường. Giữa tiết trời giá rét, các trinh sát tiếp tục vận động, thuyết phục đối tượng. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ, một tổ vây bắt đã áp sát được với vị trí của Thành, lấy được lọ thuốc sâu trên tay của đối tượng và kéo đối tượng lên thuyền. Khi được kéo lên thuyền, Thành bị rét, chân co cứng bởi chuột rút. Đồng chí Nguyễn Văn Nguyên, đội phó đội cảnh sát hình sự Công an huyện Nam Sách, đã cởi ngay chiếc áo ấm đang mặc trên người của mình để mặc giữ ấm cho đối tượng. Sau khi được đưa vào trung tâm y tế huyện Nam Sách sơ cứu, đối tượng đã hồi phục. Tại cơ quan công an, Thành đã khai nhận hành vi phạm tội. Sau khi cướp đi mạng sống của nạn nhân, Thành dùng xăng thiêu hủy căn nhà cấp 4. Cuộc truy bắt hung thủ giết người và phóng hỏa ly kỳ của lực lượng chức năng. Vào những ngày cuối năm 2022, thôn Cát Khê, xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách, Hải Dương chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng mà sẽ không bao giờ phai nhạt trong tâm trí người dân. Rạng sáng ngày 16 tháng 12, khi sương đêm còn chưa tan, họ phát hiện một người đàn ông nằm bất động, trúng nhiều vết thương, máu đã chảy thành vũng lớn ngay trước sân nhà, trong khi ngôi nhà cấp 4 của anh bốc cháy dữ dội. Sự việc gây sốc đã lập tức thu hút sự chú ý của lực lượng công an. Khoảng 8 giờ sáng, khi nhận được tin báo, Công an huyện Nam Sách nhanh chóng có mặt tại hiện trường, trong khi Công an tỉnh Hải Dương cũng điều động các lực lượng điều tra viên vào cuộc. Ngay lập tức, các nhà điều tra đã xác định nạn nhân là anh Mạc Văn Đô, sinh năm 1974, và khám nghiệm hiện trường cho thấy anh Đô tử vong do nhiều vết thương nghiêm trọng, trong đó có một vết đâm thấu tim và vỡ sọ não. Những dấu vết xung quanh hiện trường cho thấy đây không phải là một vụ án cướp bóc hay cướp tài sản thông thường, mà là một vụ tấn công tàn bạo. Dù vậy, không có dấu vết gì rõ ràng về hung thủ tại hiện trường và không có nhân chứng nào. Thông tin từ điều tra cho thấy nạn nhân là một người nghiện ma túy và có mâu thuẫn với Trịnh Xuân Thành, sinh năm 1980, cư trú tại thôn Kinh Dương, xã Hiệp Cát. Qua việc kiểm tra các camera an ninh, cảnh sát phát hiện khoảng 1 giờ 45 phút ngày 16 tháng 12, Thành đã ra khỏi nhà, mang theo dao nhọn và một can xăng hướng về phía nhà nạn nhân. Khi Thành tới nơi, hắn đổ xăng khắp nhà và châm lửa, khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội. Khi anh Đô chạy ra sân, Thành không ngần ngại tấn công anh bằng dao và làm anh Đô tử vong ngay tại chỗ. Sau đó, hắn nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Do căn nhà bị khóa và xung quanh có nhiều cây cối, vụ việc không được phát hiện ngay lập tức. Ngay lập tức, các lực lượng công an đã tiến hành lục soát khắp khu vực xung quanh nhà của Thành, nhưng không tìm thấy dấu vết của hắn. Trung tá Bùi Duy Thiềm, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an huyện Nam Sách nhận định Thành là một người nghiện ma túy, không có công ăn việc làm và khả năng cao là hắn sẽ không đi xa. Tuy nhiên, do Thành am hiểu về sông nước, lực lượng chức năng đã tập trung vào việc rà soát các khu vực ven sông và rìa núi. Sau khoảng 15 ngày không ngừng truy lùng, thông tin về nơi ẩn nấp của Thành cuối cùng đã được xác định tại khu vực xã Đồng Lạc, thành phố Chí Linh. Ngay lập tức,
lực lượng công an gồm 60 cán bộ, chiến sĩ đã được huy động đến khu vực để bao vây và bắt giữ. Dù vậy, Thành đã lợi dụng địa hình phức tạp để tiếp tục lẩn trốn. Ngày 1 tháng 1 năm 2023, khi các lực lượng công an tiếp tục rà soát, họ phát hiện Thành đang ẩn nấp trong một khu vườn chuối ở bãi bồi thôn Kinh Dương. Khi bị bao vây, Thành liền nhảy xuống sông Kinh Thầy với ý định trốn thoát. Để không bỏ lỡ cơ hội, công an đã trưng dụng đò sắt từ người dân để tiếp tục đuổi theo. Trong khi bơi, Thành cầm một chai thuốc sâu, đe dọa sẽ uống để quyên sinh nếu công an lại gần. Bằng sự kiên trì và các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn một giờ vây bắt, các trinh sát đã tiếp cận gần và thu được chai thuốc sâu từ tay Thành. Dưới trời lạnh giá, khi Thành đã gần như kiệt sức, lực lượng công an đã nhanh chóng đưa hắn lên thuyền và cung cấp áo ấm để giữ nhiệt cho hắn. Thành đã được sơ cứu và sau đó khai nhận hành vi tội ác của mình. Theo luật sư Nguyễn Thị Thúy Kiều, đây là vụ án nghiêm trọng với hành vi giết người và phá hoại tài sản. Để thể hiện tính chất côn đồ và coi thường pháp luật, nếu lời khai của Thành phù hợp với chứng cứ và kết quả khám nghiệm, hắn sẽ phải đối mặt với án tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.